đừng để cái miệng đi chơi xa trích lời của zelo trong cuốn cuộc đời của những triết gia vĩ đại của diogenes laetius bạn luôn có thể đứng dậy sau khi vấp ngã nhưng hãy nhớ rằng những gì đã nói ra thì không bao giờ có thể rút lại đặc biệt là những lời tàn nhẫn và gây tổn thương cũng giống như người Á Đông thường có câu Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra Nếu như bạn không cẩn thận trong lời nói của mình Rất có thể bạn có thể tạo cho mình những kẻ thù ẩn lấp ở trong bóng tối Và có thể ra tay hãm hại bạn khi có cơ hội cho lên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cân nhắc kỹ trước khi phát ngôn đặc biệt là những lời thị phi gây tranh cãi